Các bạn thân mến, trong suốt chiều dài lịch sử của nước ta, dù sử sách ghi lại rằng từ thời Tiền Lê Lý, các vị vua đã xây cung điện bằng ngói bạc, nào là cột vàng. Thế nhưng mà đến thời vua Lê Chúa Trịnh, các tác giả đương thời, kể cả là người phương Tây, đều phải công nhận một điều rằng phủ đệ của Chúa Trịnh ở Thăng Long mới là hoành tráng nhất, lộng lẫy nhất. Dù vậy, vận đổi sao rời là có thật, khi mà cơ đồ trăm năm của họ Trịnh đến cuối cùng rồi cũng tàn tác. Đêm nay, chuyện phủ Chúa Trịnh đã biến mất như thế nào, lẫn những điều bí mật về cuộc sống của các Chúa Trịnh trong phủ, thì vẫn là điều mà hậu thế thắc mắc. Hãy cùng Taka tìm hiểu trong video ngay sau đây. Phủ Chúa Trịnh đã biến mất như thế nào? Những điều bí mật về cuộc sống các Chúa Trịnh trong phủ. Cung vua thì hoang tàn, phủ chúa thì lộng lẫy. Sau khi giúp nhà Lê Trung Hưng đánh bại nhà Mạc, lấy lại kinh thành Thăng Long, ở đàng ngoài nước ta bắt đầu hình thành triều đình vua Lê Chúa Trịnh. Thế nhưng vai trò của nhà vua ngày càng lu mờ, trong khi đó các Chúa Trịnh lại dần trở thành trung tâm quyền lực chính trị. Không nói quá khi cho rằng triều đình nhà vua chỉ còn là hư vị, còn chính phủ nói đúng ra đã nằm cả bên phủ chúa. Thế nên ai nấy cũng không lấy gì làm lạ khi cung vua ngày càng hoang tàn, còn phủ chúa thì càng lúc càng nguy nga tráng lệ. Thực vậy, trong cái bộ ký sự Tang Thương Ngẫu Lục của hai tác giả Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án, Quế Thể Lê đã cho biết, vào năm 1785, nhân khi gặp kỳ lễ Thất Tuần Đại Khánh, tức là lễ mừng thọ 70 tuổi của vua Lê Hiển Tông, thì triều đình mới dám tổ chức lễ lớn. Lúc đó mới nhớ lại rằng việc vào chầu trong triều đình nhà vua đã bị bỏ từ lâu. Nền điện chính trên núi Nùng, thời Lý là điện Càn Nguyên, xưa là nơi các vua Lê thiết lễ đại triều thì đã bị bỏ làm điện Kính Thiên, chỉ làm nơi thờ Hậu Thiên Thượng Đế, thờ trời và Hậu Thổ Địa Kỳ, thờ đất. Sau cùng là phụ phối thờ vua Lê Thái Tổ mà thôi. Vua Lê lúc đó mỗi tháng 2 lần vào ngày rằm và mùng 1, chỉ coi chầu ở điện Cần Chính, viện Đãi Lậu mà hai bên đã nối nhau sụp đổ. Cỏ mọc lên thềm và ngập đến đầu gối, phần ngựa thì vấy bừa bãi. Sau khi triều đình tổ chức xong lễ mừng thọ cho vua Lê Hiển Tông, các phụ lão kinh thành đều phải thốt lên rằng 80 năm qua mới được trông thấy lễ này. Điều đó cho thấy việc vua Lê khi đó chỉ là hư vị đã rõ ràng đến như thế nào. Trong khi đó, phủ Chúa Trịnh được xây dựng ở ven hồ Hoàn Kiếm, lộng lẫy và quy mô như là một thành phố thu nhỏ vậy. Xung quanh phủ và ven các hồ lân cận, nhà chúa xây dựng khá nhiều nguyệt đài, thủy tạ, như dựng Tả Vọng Đình trên Gò Rùa, tức là nền tháp rùa ngày nay, dựng cung Khánh Thụy, đắp núi Ngọc Bội để tôn vinh võ công ở bờ phía tây hồ. Nhà chúa cũng cho lập các trại thủy binh trên hồ, nên hồ Hoàn Kiếm còn được gọi là hồ thủy quân. Đặc biệt là ở cầu Tây Long, khoảng vị trí bảo tàng lịch sử ngày nay, vào năm 1644, chúa Trịnh Doanh đã cho xây lầu Ngũ Long mang hình 5 con rồng. Theo một số ghi chép để lại thì lầu rất là cao, có sách nói cao 300 thước, tức là tới cả 120 mét. Tuy nhiên điều này khó có thể tin là thật. Chỉ có điều lầu Ngũ Long được dát bằng mảnh sứ và có đá cẩm thạch sáng loáng quấn quanh. Từ rất là xa đã có thể trông thấy thì rất nhiều sách sử đã đề cập, hẳn là không sai. Cảnh tượng kỳ hoa dị thú sặc mùi tiền ở bên trong phủ Chúa Trịnh. Theo lời mô tả của Samuel Baron, một thương gia Anh Quốc có dịp đến Thăng Long vào năm 1680, thì phủ chúa ở trung tâm thành phố kẻ chợ. Những dinh thự dành cho người nhà chúa được xây 2 tầng, có nhiều cửa mở thoáng đãng. Các cửa đồ sộ, chạm trổ công phu và tất tẩy đều làm từ gỗ lim. Các thư thất và cung dành cho phụ nữ đều lộng lẫy xa hoa, có chạm trổ sơn son thiếp vàng. Sân trước khu dinh thự có chuồng voi lớn và ngựa tốt. Phía sau phủ đường là hoa viên, cây cối, ao cá, cùng bất cứ thứ tưởng ngoạn nào mà vương quốc này có thể đáp ứng để chúa tiêu khiển, vì ngày rất là hiếm khi ra ngoài. Còn ở trong Thượng Kinh Ký Sự, danh y Hải Thượng Lan Ông Lê Hữu Trác, người từng được chúa Trịnh Sâm vời ra để chữa bệnh cho vương tử Trịnh Cán, cũng ghi chép rất là chi tiết về quang cảnh phủ chúa khi mà ông lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây. Tôi ngẩng đầu lên coi thì bốn phương tám mặt, nơi nào cũng cây cối um tùm, chim kêu hoa nở, gió thoảng hương đưa. Những hành lang, những bào lớn bước bước đều liên tu, nơi nơi đều cân đối. Kẻ gác cửa có việc gì thì truyền báo, kẻ công dịch qua lại như mắc cửi vậy. Ngay cả là một cái điếm hậu mã quân túc trực, nhỏ nhoi thôi, lúc ngồi chờ trầu cũng khiến vị danh y đến từ đất Hương Sơn cảm thấy ấn tượng. Điếm ở bên một cái hồ lớn, trong hồ có cây kỳ đá lạ, trong điếm cột và cầu lớn đều gãy gọn, thể chế khéo lạ. Những cái dòng ghi chép này bạn nào chuyên văn chắc đều đã thẩm qua. Taka cũng rất lấy làm trầm trồ. Qua lời kể thì Hải Thượng Lãn Ông khiến người đọc hàng trăm năm sau như đang được thấy cảnh phủ chúa nguy nga hiện ra sống động ngay trước mắt.
Càng đi sâu vào trong phủ chúa, càng khiến cho chúng ta cảm thấy choáng ngợp với vẻ giàu sang. Chúng tôi theo cửa hữu phủ đường mà đi, quanh co ước hơn một dặm thì thấy lâu đài đình các, rèm châu cửa ngọc, ánh nước long lanh thấu từng mây. Quanh lối đi thì nào kỳ hoa dị thảo, gió thoảng hương bay, chim sinh còn hót còn nhảy. Chốn bình địa nổi ngọn núi cao, nơi bóng râm tỏa lùm cổ thụ, cầu sơn vẽ bắc qua dòng nước, đá sặc sỡ tạo thành lan can. Tôi vừa đi vừa ngắm, thực chẳng khác nào cảnh tiên. Phủ chúa Trịnh ngày thường đã là bậc kỳ quan kiến trúc là thế, nhưng phải đến ngày lễ hội thì vẻ đẹp xa hoa nơi đây mới thực sự được bộc lộ. Nguyên án tả trong Tang Thương Ngẫu Lục như sau: mỗi năm đến Tết Trung Thu, từ trước mấy tháng, chúa phát gấm trong cung ra để làm hàng trăm, hàng nghìn cái đèn lồng, cái nào cũng tinh xảo tuyệt vời, mỗi cái giá đến mấy chục lượng vàng. Đến ngày chúa ngự ra chơi Bắc Cung, cũng có cái ao gọi là Long Trì rộng nửa dặm, trong ao trồng rất nhiều hoa sen hoa súng. Thế mới tấm cầu sướng như vua chúa là như thế nào, các bạn thấy có đúng không? Bữa ăn ngập đầy của ngon vật lạ, mang phong vị nhà chúa và lối sống màn che chướng rủ, rù rú ở trong nhà. Xin được tiếp dẫn lời của Hải Thượng Lan Ông miêu tả về bữa ăn sáng mà ông được chúa ban. Trong lúc ăn uống tôi thấy chén bạc mâm vàng, các món ăn đều quý lạ, mới hay phong vị của đại gia là thế. Và sau đó là chi tiết nội cung của nhà chúa. Ăn vừa xong đã thấy quan thị cận chạy hộc tốc đến triệu quan chính đường vào nghe lệnh. Tôi mới đi theo ông, đến trước phòng trà, tức là phòng để tế tử dùng thuốc. Trong phủ kiêng dùng chữ thuốc nên gọi trạch là trà. Quan thị cận sợ thầy thuốc đi lạc, liên tục nhắc nhở bảo đi sát đằng sau. Chợt thấy một nơi kia màn gấm mở ra, và bên trong thấy đèn tối, không biết đâu là cửa ra. Màn trướng thì hết lớp này đến lớp khác, mỗi lớp đều có thắp một ngọn nến để dẫn đường. Đi qua chừng 4-5 lớp trướng gấm thì đến một căn nhà rộng. Vào trong thấy một vị ngồi giữa chiếc sập thép vàng, độ 5-6 tuổi, mặc áo lụa hồng. Tả hữu có mấy người đứng hầu, một cây nến lớn đốt cháy cắm trên cây đèn đồng. Bên sập đặt một cái long kỷ sơn son vẽ vàng, mặt kỷ có đệm gấm. Ngang sân trước có treo một trướng gấm, phía trong cung nhân đứng súng xít với nhau, nến sáng lụa tre, mặt phấn áo hồng, long lánh mọi vẻ, mùi hoa thơm tràn hòa khắp nhà. Nghe thì giàu có đủ đầy, chẳng thiếu một thứ chi. Thế nhưng phàm con người sinh ra mà suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, một tia nắng chiếu chúng cũng sợ, một giọt mưa rơi cũng lo, thì cũng thật quá là bí bách. Bệnh tật có khi từ chính cái lối sống gì cũng sợ này mà ra, chứ chẳng đâu xa. Không biết là các bạn có suy nghĩ gì về lối sống màn che chướng rủ ở trong phủ chúa? Hãy chia sẻ ý kiến của mình xuống bên dưới nhé. Sự thật gây căm phẫn đằng sau vẻ lộng lẫy nguy nga của phủ chúa và cái kết tan tành cho cơ đầu trăm năm của họ Trịnh. Tác giả Phạm Đình Hổ trong Vũ Trung Tùy Bút, Chuyện cũ trong phủ chúa, đã vạch trần sự thật đằng sau thú chơi kỳ hoa dị thảo của các chúa Trịnh như sau. Bọn hoạn quan cung giám lại thường nhờ gió bẻ măng ra ngoài dọa dẫm. Họ dò xem nhà nào có chậu hoa cây cảnh, chim tốt khiếu hay thì biên ngay hai chữ phụng thủ vào. Đêm đến các cậu trèo qua tường thành lẻn ra, sai tay chân đem lính đến lấy phăng đi, rồi buộc cho tội đem dấu vật cung phụng để mà dọa lấy tiền. Hòn đá hoặc cây cối gì to lớn quá, thậm chí là phá nhà hủy tường để khiêng ra. Các nhà giàu bị họ vu cho là dấu vật cung phụng, thường phải bỏ của cải ra kêu van chí chết. Có khi phải đập núi non bộ hoặc phá cây cảnh đi để mà tránh khỏi tai vạ. Lại nói chúa Trịnh ra sức vơ vét của cải trong nhân gian, nhưng đến sau cùng không có gì là tồn tại mãi mãi. Vào năm 1786, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ kéo quân ra, chúa Trịnh Khải đã phải bỏ mạng. Khi mà quân Tây Sơn kéo về, Trịnh Bồng, anh họ chúa Trịnh Sâm, đã cố gắng níu kéo cơ đồ họ Trịnh. Nhưng vào năm 1787, họ Trịnh thất bại trong việc khôi phục lại địa vị. Trịnh Bồng chạy khỏi kinh thành, vua Lê Châu Thống ngầm cho người đốt phủ chúa. Đám cháy hùng hãn lan khắp 2/3 kinh thành và cháy trong 10 ngày liền mới dứt. Cơ đồ họ Trịnh kéo dài cả trăm năm gây dựng, cuối cùng cũng tan ra thành khói. Và video này đến đây thì lại kết thúc mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ là subscribe Tagawai ngay lập tức để đón xem những chủ đề lịch sử hấp dẫn nhất. Chân thành cảm ơn các bạn.